Thưa quý vị, để hình ảnh du lịch Đà Nẵng có thể tiếp cận gần hơn, rộng rãi hơn với du khách trong và ngoài nước, thành phố Đà Nẵng đã và đang sáng tạo làm đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá du lịch, khiến Đà Nẵng luôn mới mẻ, hấp dẫn trong mắt du khách. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 3 vừa qua, đã diễn ra hội chợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City 2022. Đây cũng là hội chợ du lịch trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, với quy mô lên đến 150 gian hàng ảo của các đơn vị lữ hành, lưu trú, hàng không, điểm đến tại miền Trung và 60 đối tác khách hàng từ các thị trường quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng. Thông qua hội chợ nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng, miền Trung, đồng thời kết nối cung ứng dịch vụ để mở cửa du lịch quốc tế. Sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp rất là nhiều, đã giải quyết được các vấn đề hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, cũng như về việc các nước còn nhiều hạn chế và chưa đồng bộ với nhau. Doanh nghiệp cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, thành phố cũng như sở du lịch sẽ có nhiều cái chương trình quảng bá để cho các doanh nghiệp nước ngoài người ta biết đến Đà Nẵng chúng ta. Xác định giới trẻ là một trong những nhóm khách du lịch đầy thu hút với thị trường Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã tăng cường hợp tác với các công ty truyền thông có uy tín, sở hữu những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và lượng người theo dõi cao trên các trang mạng xã hội để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Đây cũng là một trong những hình thức truyền thông trên mạng xã hội mà Đà Nẵng đang ưu tiên và đẩy mạnh. Bên cạnh đó, trong mỗi sự kiện, hoạt động về du lịch Đà Nẵng, thành phố luôn mời các Hoa hậu Việt Nam và đặc biệt là top 3 Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022. Top 3 này là đại sứ du lịch của thành phố để đồng hành, cụ thể là trải nghiệm, giao lưu, chụp ảnh cùng khách du lịch. Không chỉ tạo điểm ấn tượng cho sự kiện mà còn thể hiện được sự thân thiện, mến khách của thành phố đối với du khách. Thì top 3 tụi em chuẩn bị từ rất sớm và hôm nay chúng em có mặt tại đây để hòa chung không khí rất đông vui của mọi người và chia sẻ và mang đến hình ảnh mới mẻ của du lịch Đà Nẵng. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết trong thời điểm COVID-19 diễn biến căng thẳng, Trung tâm đã liên tục và sáng tạo thực hiện những chiến dịch truyền thông mới lạ, có sức hút để nhắc nhở cho du khách về một điểm đến Đà Nẵng, vẫn luôn đón chờ du khách quay trở lại. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để giữ gìn hình ảnh du lịch thành phố trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Và chúng tôi cũng đã kết hợp với ca nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý cho ra đời một cái bài hát và một MV mang thông điệp Đà Nẵng Miss You, Đà Nẵng nhớ bạn. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tích cực chuẩn bị cho nhiều cái hoạt động cho cái giai đoạn khôi phục. Và chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc mà truyền thông trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là trong năm 2021, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm du lịch VR360 Đà Nẵng một chạm. Thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đến thị trường nội địa và quốc tế theo thông điệp Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng, hỗ trợ xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế, tổ chức sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rus Asia, truyền thông tour du lịch thực tế ảo trên nền tảng VR360 và Scan 3D và tăng cường công tác liên kết hợp tác trong và ngoài nước để phối hợp quảng bá điểm đến, sản phẩm, qua đó góp phần sớm khôi phục và phát triển ngành du lịch thành phố trong thời gian đến.